Dạ, xin chào cô chú anh chị nha. Hôm nay thì ngày 30 tháng 10. Các sư thì hồi sáng đi khất thực và thọ thực xong rồi. Bây giờ các sư tiếp tục đi bộ hành nha cô chú anh chị. Các sư đang đi bộ hành đây. Thì hành trình của các sư đi bộ hành thì em sẽ tiếp tục quay cho cô chú anh chị xem nha. Các sư đang đi bộ hành thì cũng có mấy cô chú Phật tử đứng cầm nước để chờ mấy sư lên để cúng dường đảnh lễ các sư. Dạ các sư đây cũng ở mình hết ạ. Có một chị xe con dừng lại để ẵm em bé xuống để các sư. Gia Lai của chú chị thì bây giờ hiện tại bây giờ gió lên mà trời mù lại cái lúc chỗ nắng chỗ mưa của chú chị, nên mà hy vọng ngày nay không mưa để các sư đi bộ hành mà bị ướt mưa. Đi ngoài đường này thì xe cộ hơi nhiều như của chú chị, nhưng mà cũng không có ai theo hết nên là rất là tốt. Mà khi các sư hết thì đỡ phải an toàn giao thông của chúng chị rất là tốt luôn. Một cô chuối cho sư, nhưng mà sư đã thọ thực để ăn một ngày một lần của chúng chị nên sư không có nhận chuối. Dạ sư thọ thực một bữa. Dạ sư dùng một buổi sáng thôi là không dùng được nữa ạ.
quá dữ rồi. Sư Tịch Quang đi trước, đi thứ hai là sư Thanh Tịnh, và đi cuối cùng là sư Minh Dược nha cô chú anh chị. Các sư dùng buổi sáng rồi cô, nên là các sư không dùng được, dùng một buổi sáng rồi. Sư đang đi đằng xa xa kia tới. Sư đang đi gieo duyên nha cô chú anh chị, bộ hành gieo duyên ở nơi mà các sư chưa đi bao giờ, và cũng như lần này lần đầu tiên các sư đi. Bà con thấy là rất là bỡ ngỡ luôn nha cô chú anh chị. Hôm nay là thời tiết Gia Lai hiện tại bây giờ thì trời đã nắng lên nha cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị, thì các sư đang mới chờ đèn đỏ và đang đi qua đèn đỏ. Còn ở phố thì xe cộ hơi đông, thì xanh đèn đỏ nữa nên mấy sư đi hơi lâu. Hiện tại các sư đang đi ngang qua một ngôi trường, các em học sinh rất đông luôn. Giờ xe rất đông như cô chú chị, xe rất nhiều luôn.
kinh đi đàng sang sang kinh nha cô chú chị. Cũng có mấy anh mặc áo xanh đang đi phía sau đường xa xa. Dạ không ạ. Ủa sao Minh Tiện đi đến đây vậy? Thì sáng hôm nay anh chở bánh bánh đây anh này hả, xe máy anh chở bánh nước đây không chắc quen biết à, thì sáng nay mấy sư đi thì cũng rất có rất nhiều người lạ mặt đi theo cô chú chị. Tiếp tục bộ hành thì sáng giờ đi trong trung tâm thành phố thì cũng rất là nhiều người và cũng rất là phức tạp, rất là nhiều người thì sư đi tẻ ra hướng đi ra khỏi thành phố lại. Con mừng cô rơi đứng mắt luôn. Kêu hồi giờ thấy trên tivi rồi trên YouTube không à, chưa thấy các sư ở ngoài đời bao giờ hết. Nên là mấy nên cũng mua nước để cúng dường cho các sư. Làm sao chứ ngồi một chỗ vô đó nữa. Và sáng giờ thì có anh đây à, cũng lạ đi theo cái sư từ sáng giờ cô chú chị. Chú anh chị thì mấy sư tiếp tục đi bộ hành ở phía đàng đàng xa kia đi lại đi tới.
cũng vừa. Tiết trở lại hồi nãy thì có nắng, bây giờ bắt đầu là trời kéo mây tới nữa đó cô chú anh chị, gió lạnh lạnh rồi. Cái sư vẫn tiếp tục cứ đi, sáng giờ cái sư đi rất nhiều, cái sư đi nhanh nữa nên nó rất là mỏi. Từ sáng giờ núi rất đẹp của chú chị, người ta trồng coi củ cải này. Thì các sư đang đi đằng xa kia tới. Em xin dừng video tại đây cô chú anh chị. Tiếng người các sư đi đâu và người ở đâu thì em sẽ quay cho các cô chú anh chị xem nữa nha. Rồi em xin chào tạm biệt cô chú anh chị.